rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Chami có khả năng tiến vào biển Đông sớm hơn dự kiến. Dự báo từ sáng ngày 24 tháng 10, gió mạnh tăng lên cấp 8 đến cấp 9, 62 đến 88 km trên một giờ, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11 giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 đến 6 m Vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Cơ quan khí tượng cho biết, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Trà Mi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau đó có khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại. Dự báo cường độ bão Trà Mi có thể tiếp tục mạnh thêm do tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Được tiếp thêm năng lượng từ biển, bão tiếp tục tăng cấp đến sáng ngày 26 tháng 10 lên cấp 12, 133 km trên 1 giờ, giật cấp 15 khi cách quần đảo Hoàng Sa 190 km. Do ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 từ sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 6 đến 8 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dòng lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ bão gần Biển Đông, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền vùng nguy hiểm và sẵn sàng phương án cứu hộ khi có yêu cầu. Trên đất liền, trong ngày 23 tháng 10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát, từ đêm ngày 23 tháng 10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ở Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Cường độ bão Trà Mi đang tiếp tục tăng cấp và sẽ đi vào biển Đông. Dự báo, cường độ bão đạt cực đại cấp 12, gió giật cấp 15 khi tiến về quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão tiếp tục hướng vào các tỉnh trung bộ, gây mưa lớn. Cũng theo các chuyên gia, bão Trà Mi vào biển Đông trong ngày 24 tháng 10. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, miền Trung giảm mưa, trời nắng. Bão Trà Mi sẽ đạt cường độ cực đại khoảng cấp 12 khi tiến đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong ngày 26 tháng 10. Do ảnh hưởng của cơn bão này, khoảng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh trung bộ khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Trước đó, Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão sẽ vào biển Đông trong ngày 24 tháng 10, đạt sức gió cao nhất 108 km/h ở khu vực giữa biển Đông. Đài Hồng Kông cho rằng sau khi vào biển Đông, bão sẽ tiếp tục mạnh lên 130 km/h rồi giảm dần khi hướng vào miền Trung tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Đài quan sát khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc, còn dự báo bão Trà Mi có thể đi qua 400 km về phía nam của Hồng Kông khi suy yếu thành bão nhiệt đới vào chiều ngày 26 tháng 10. Bão Trà Mi, hay còn gọi là Christine, là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Ông Juanito Galang, trưởng phòng dự báo thời tiết của Pagasa, không loại trừ khả năng bão số 11 Christine sẽ mạnh lên thành siêu bão, vì siêu bão thường hình thành vào cuối năm. Tuy nhiên, các nhà khí tượng cho rằng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về đường đi tiếp theo của cơn bão, bao gồm khả năng di chuyển về phía Tây, qua miền Trung và Bắc Biển Đông, hoặc đi theo hướng Tây Bắc, tiến gần hơn đến bờ biển miền Nam Trung Quốc. Tại Philippines, tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarinesua bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ước đoán hơn 33,5 triệu người có thể bị ảnh hưởng do bão Trà Mi. Ngoài ra, số lượng các phường, Barangay, đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines, dễ bị lở đất và lũ lụt, đã tăng lên 21.213, theo báo cáo mới nhất của Cục Mỏ và Khoa học Địa chất. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tâm bão Trà Mi đang nằm trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, cơn bão Trà Mi hoạt động hết sức phức tạp, Ban đầu các mô hình dự báo cho rằng bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Đông và đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Trước đó bão đã chuyển hướng vào khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc và sau đó vào khu vực vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Nhưng ngay sau đó các mô hình dự báo của Mỹ và Nhật đều có chung nhận định bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Hướng di chuyển của bão Trà Mi phức tạp do chịu tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống phía Nam. Vào chiều tối ngày 20 tháng 10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc của Bắc Bộ và sau đó bao trùm cả miền Bắc. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, nhiệt độ không khí giảm sâu. Tác động của nó làm hướng đi của bão lệch xuống phía Nam. Nếu không khí lạnh mạnh thêm, nó có thể khiến vùng tâm bão đi qua ảnh hưởng Đà Nẵng. Điều đáng chú ý hơn là bão Trà My sẽ tiếp tục mạnh lên khi vào Biển Đông và giữ nguyên cường độ cấp 12 giật cấp 14 khi vào gần bờ. Điểm đáng chú ý tiếp theo là sau cơn bão số 6 thì nhiều khả năng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11 trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương, khu vực gần biển Đông có một áp thấp khác có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và các đợt không khí lạnh tăng cường nên diễn biến của cơn bão Trà My và bão tiếp theo sẽ rất phức tạp. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 11, trên biển Đông có khả năng xảy ra hai cơn bão bao gồm cả áp thấp nhiệt đới, trong đó có một cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Trà My, tên tiếng Việt là Trà My, có vị trí tâm ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc, 125,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8, cấp 9, 62 đến 88 km/h. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11. 89 đến 117 km một giờ, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0 đến 6,0 m, vùng gần tâm bão 6,0 đến 8,0 m, biển động dữ dội. Nhận định về bão Trà Mì, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Trà Mì là cơn bão hoạt động trên biển Tây Bắc Thái Bình Dương và đang có xu hướng di chuyển lệch về phía Tây Bắc. Dự kiến đến ngày 24 tháng 10, bão Trà Mì sẽ di chuyển vào biển Đông và trở thành cơn bão số 6 dự báo ngày 24 tháng 10, sau khi vào Biển Đông, khả năng bão Trà Mỹ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây với cường độ mạnh thêm. Khả năng cơn bão đi qua quần đảo Hoàng Sa sẽ đạt đến cấp 12, giật cấp 15 và tiếp tục hướng đến bờ biển các tỉnh Trung Bộ. Khả năng xa hơn là từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Nhận định xa hơn, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, trên khu vực trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão này. Vùng nguy hiểm trong 72 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Tuy nhiên, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Ông Tuấn cho biết, diễn biến của bão cuối mùa thường rất phức tạp và hay thay đổi. Do vậy, người dân tại các tỉnh miền Trung, khu vực được cảnh báo sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Chami và các tỉnh lân cận cần có những cập nhật tình hình bão cụ thể để ứng phó kịp thời.